Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh về kiến thức dinh dưỡng và giảm cân của mình. Thông thường thì chúng ta ăn 3 bữa trong một ngày. Đối với các bạn trẻ thì có các ăn các bữa vặt vào buổi chiều nữa thì thường thường là chúng ta chỉ ăn 4 bữa mà thôi. Tuy nhiên là để kiểm soát vóc dáng tốt, kiểm soát ở đây là dành cho cả người gầy lẫn người béo, người muốn tăng cân lẫn người muốn giảm cân thì chúng ta cần phải ăn 5 bữa trong một ngày. 3 bữa chính vào các giờ mà trong ngày chúng ta vẫn thường ăn này và 2 bữa phụ vào nửa buổi của buổi sáng và nửa buổi của buổi chiều. Vậy thì bữa phụ có quan trọng hay không? Có vai trò gì trong kiểm soát vóc dáng và chúng ta cần ăn gì trong bữa phụ này, ăn bao nhiêu calo, ăn những thực phẩm gì thì phù hợp. Mời các bạn hãy theo dõi video này cùng với mình để chúng ta cùng biết về kiến thức này nhé. Giờ ăn khoa học của chúng ta đó là buổi sáng sẽ ăn vào tầm 7 giờ, bữa trưa là 12 giờ và bữa tối chúng ta ăn trước 7 giờ. Hai bữa phụ sẽ vào từ 9 rưỡi sáng và 4 giờ chiều. Và khi mà chúng ta chia nhỏ bữa ăn ra như vậy ấy, thì chúng ta có lợi rất là nhiều cho sức khỏe. Bởi vì nếu mà chúng ta không ăn bữa phụ và kéo dài suốt từ 7 giờ sáng cho đến tận 12 giờ trưa thì khi đến bữa ấy, thì chúng ta sẽ bị đói ngấu. Và nếu đói như vậy ấy, thì sẽ không có lợi cho chúng ta. Là khi mà chúng ta ngồi vào bàn ăn ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát được cơn đói của mình, làm cho mình ăn rất là nhanh, rất là nhiều. Và thực sự là đến cái khi mà mình đói ấy, thì nói thật với các bạn là mình không thể nào mà dừng lại cái việc ăn uống được. Và dẫn đến là mình bị tăng cân. Hoặc là nếu như mình đang giảm cân thì lại không thể nào giảm cân được. Chính vì vậy việc ăn bữa phụ vào lúc khoảng độ 9 rưỡi đến 10 giờ sáng ấy, sẽ làm cho mình đến trưa vẫn còn cảm giác no. Và khi mà mình no như vậy ấy, thì ngồi vào bàn ăn chúng ta sẽ rất từ từ, ăn theo đúng trình tự đã được sắp sẵn. Bởi vì rõ ràng là chúng ta biết là khi ngồi vào bàn ăn ấy là mình phải ăn rau trước này, ăn đạm trước rồi mới đến ăn cơm. Thế nhưng mà nếu khi đói ấy, thì chúng ta sẽ không còn tuân theo cái trật tự đó nữa, làm cho mình bị ăn quá calo. Vậy bữa phụ chúng ta nên ăn gì? Đối với người tăng cân thì sẽ có một loại thức ăn riêng và người giảm cân thì chúng ta cũng sẽ ăn loại thực phẩm riêng. Đối với người giảm cân ấy, bữa phụ chúng ta nên ăn hoa quả. Và lưu ý hộ mình thì hoa quả này không nên quá ngọt. Chúng ta nên ăn các loại quả thanh long, ổi, táo, chuối, dưa hấu. Thì đây đều là các loại quả mà dành cho người giảm cân đó. Chứ còn không phải là chúng ta giảm cân mà chúng ta muốn ăn quả nào cũng được. Hoa quả thì rất là tốt, nhưng mà những cái loại quả có nhiều lượng đường ở trong đó ấy, thì người giảm cân không nên ăn. Vậy thì bữa sáng chúng ta rất là vội vàng rồi, không ăn được hoa quả, thì chúng ta hãy dành cái lượng quả đó cho bữa phụ này. Và lúc đó thì các bạn có thể đem ra ăn. Và các bạn lưu ý là bữa phụ này chỉ chiếm 10% tổng năng lượng trong một ngày mà thôi. Ví dụ như nếu các bạn được ăn 1.500 calo thì bữa phụ này các bạn ăn cho mình là 150 kilocalo. Ngoài ra thì các bạn có thể ăn khoai lang này, sữa chua và một số các loại hạt dinh dưỡng như là hạnh nhân, ốc chó, mắc ca đó. Nhưng mà hãy chú ý là chỉ ăn trong cái lượng calo cho phép đối với cơ thể của mình thôi. Còn đối với người tăng cân thì sao? Người tăng cân thì sẽ được ăn thoải mái hơn. Chúng ta có thể ăn sữa này, sữa chua, khoai lang, các loại hạt dinh dưỡng, chuối và các loại sinh tố smoothie cũng đều rất là ok. Nói chung là các bạn có thể ăn bất kỳ cái gì đó, miễn đó là cái thức ăn dinh dưỡng. Dinh dưỡng cả nhà nhé, chứ không phải là mình được ăn từng đấy calo và mình đi mua một cốc trà sữa về, hoặc là mình đi mua những cái thứ như là bánh tráng trộn rồi mình ăn. Cái đó nó không hề có dinh dưỡng mà cực kỳ nhiều calo, thì các bạn sẽ không thể nào đạt được cái tiêu chí giúp cho mình tăng cân hay giảm cân được đâu. Vậy thì mấu chốt ở đây là chúng ta hãy ăn các thực phẩm thật là dinh dưỡng và nó nằm ở trong cái khuôn khổ calo mà cho phép cơ thể của mình ăn trong bữa phụ đó. Ví dụ như bạn được ăn 180 kilocalo trong bữa phụ, bạn hãy ăn đủ 180 kilocalo đó thì đó đã đạt tiêu chuẩn của các bạn rồi. Các bạn thân mến, mấu chốt của vấn đề tăng cân và giảm cân ở đây là chúng ta phải xác định được chính xác lượng calo mà mình được phép nạp vào mỗi ngày. Ví dụ như bạn muốn giảm cân thì rõ ràng là bạn phải cắt giảm năng lượng. Sau khi mình đã tính được chỉ số BMR, tính được cái TDEE của mình. Và nếu mà bạn nào chưa biết cách tính BMR và TDEE thì mình đã có video ở đây. Các bạn có thể vào để xem lại và mình biết cách mình tính cho mình cái năng lượng. Bởi vì thực sự ra nếu mà các bạn muốn kiểm soát vóc dáng của mình nhưng mà không biết tính calo đầu vào thì mình sẽ không thể nào mà mình làm được cái việc đó được cả nhà. Thì mong các bạn hãy xem lại video này của mình, các bạn sẽ dễ dàng tính được. Và sau khi mà mình tính được cái TDEE của mình, đó là
tổng năng lượng tiêu hao một ngày của mình cho tất cả mọi hoạt động bên trong cơ thể lẫn những cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày ấy, thì các bạn hãy trừ đi theo cái mục tiêu của mình. Ví dụ như nếu bạn muốn giảm 2 cân thì mỗi ngày bạn trừ đi 500 kcal. Tức là nếu TDEE của bạn là 1800 và bạn muốn giảm 2 cân trên 1 tháng thì bạn cứ trừ đi cho mình là 500 calo thì bạn sẽ còn được ăn là 1300 kcal trên 1 ngày. Vậy thì bữa phụ bạn sẽ được ăn 130 kcal. Và mình đã có video về app về hướng dẫn cách tra calo của thức ăn rồi. Ở đây thì các bạn cũng hãy vào đây để xem lại cái cách tính calo. Khi mình có một thức ăn mình muốn ăn thì mình sẽ vào app để mình xem cái thức ăn đó nó có bao nhiêu calo. Từ đó thì mình sẽ gióng ra là mình được ăn bao nhiêu gram trên cái thức ăn đó. Với người cần tăng cân thì chúng ta sẽ ăn tăng lên. Ví dụ như là TDEE của các bạn là 1500 trên một ngày, thì sau khi mà mình đặt cái kế hoạch của mình, ví dụ các bạn muốn tăng 2 cân thì các bạn cũng cần ăn tăng lên 500 kcal trên một ngày, là các bạn cần phải ăn 2000. Vậy thì bữa phụ của bạn là 10% của 2000 thì các bạn cần phải ăn 200 kcal. Và các bạn lại cũng phải vào app để gióng cho các cái thức ăn đủ được 200 calo cho bữa phụ đấy để các bạn ăn. Tuy nhiên là đối với người cần tăng cân ấy thì rõ ràng là các bạn đang ăn rất là ít. Bây giờ mà để bắt các bạn ăn thật là nhiều ấy thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà các bạn hãy cố gắng duy trì cái thói quen ăn, bởi vì không có cách nào khác ngoài cái việc là chúng ta phải ăn đủ cái lượng calo mà cơ thể cần thì chúng ta mới có thể tăng giảm cân theo mong muốn của mình được mà thôi. Và một cái chú ý đó là cho dù là chúng ta có tăng cân hay giảm cân hay giữ cân, gọi chung là kiểm soát vóc dáng ấy, thì cái thực phẩm mà mình ăn vào mình cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng, khoa học. Phải thực sự là lựa chọn các thực phẩm mà cơ thể của mình cần, nó tốt cho cơ thể của mình, chứ không phải là mình muốn ăn gì thì ăn, miễn là trong cái calo đấy là được đó cả nhà. Đó, và còn rất rất nhiều kiến thức khác nữa thì mình sẽ chia sẻ dần dần cho các bạn để các bạn hiểu được là vì sao chúng ta phải làm như vậy. Vì là ví dụ như là một cái đơn giản nhất đó là trong một bữa ăn cùng một khối lượng, cùng một thành phần thức ăn như nhau, nhưng chỉ khác mỗi việc là bạn ăn cái gì trước, cái gì sau thôi, nó cũng đã quyết định cân nặng của bạn rồi. Đó, cho nên là chúng ta hãy áp dụng thật là khoa học để giúp cho mình có một sức khỏe tối ưu. Và chắc chắn là cái bữa phụ là một cái bữa rất quan trọng đối với chúng ta. Nếu các bạn chưa có thói quen ăn bữa phụ, chắc là có rất nhiều người chưa có thói quen ăn bữa phụ, thì các bạn hãy tập cho mình ăn như vậy thì nó làm cho cơ thể của mình luôn luôn tràn đầy năng lượng, luôn luôn không bị thiếu chất, đói hụt ở giữa chừng, làm cho các cái bữa ăn của mình nó cảm giác được nhẹ nhàng hơn. Và khoa học nhất là lúc nào mình cũng giữ cho cơ thể của mình ở trong trạng thái no nê. Đó, thì như vậy thì chúng ta mới có được một cái sức khỏe tốt được. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là sau khi xem xong video này, các bạn đã biết về vai trò của bữa phụ, tầm quan trọng của bữa phụ và nên ăn gì trong bữa phụ để giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe tối ưu và cân nặng đúng như mong muốn. Hãy chia sẻ video này đến nhiều người. Hãy đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn vào hình quả chuông để cập nhật thêm những kiến thức mà mình sẽ chia sẻ sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt cả nhà nhé. Bye bye.